nghệ sĩ guitar Thanh Điền qua đời, tiếng đàn guitar đã thôi ngân nga. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ guitar Thanh Điền khiến không ít khán giả bàng hoàng. Vậy là tiếng đàn của người nghệ sĩ ấy đã thôi ngân nga trên bầu trời nghệ thuật. Theo thông tin từ người thân, nghệ sĩ guitar Thanh Điền đã qua đời ở tuổi 57 vào sáng ngày 25 tháng 12 tại Cần Thơ. Nghệ sĩ guitar Thanh Điền tên đầy đủ là Lê Thanh Điền. Ông sinh ngày 4 tháng 5 năm 1967 tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Năm nghệ sĩ là con thứ tư trong nhà và bị khiếm thị bẩm sinh. Dù bị lấy đi đôi mắt thế nhưng nghệ sĩ guitar Thanh Điền lại được bù cho khả năng cảm âm tuyệt vời. Sau nhiều năm tự mò mẫm tự học và cảm nhận được các nốt nhạc, bản hợp âm, tự cảm âm, nghệ sĩ guitar Thanh Điền dần trở thành một nghệ sĩ chơi guitar đình đám. Ông có thể chơi nhiều nhạc cụ và chơi luôn tân cổ nhạc. Sân khấu của ông thường là đường phố. Lần đầu tiên ông được công chúng biết đến nhiều khi trên YouTube xuất hiện một đoạn video quay cảnh ông đệm đàn bài Vết Thù trên lưng ngựa hoang cho Chu Hoàng Tuấn hát. Từ đó, các video khác về ông cũng được công chúng đón nhận và thu hút hàng triệu lượt xem. Năm 2021, ông là nhân vật cho show diễn Cuộc Đời, chương trình dành cho những nghệ sĩ ẩn danh có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc. Đây được xem là show diễn cá nhân đầu tiên và cuối cùng của nghệ sĩ Thanh Điền trước khi ông qua đời. Trong chương trình đó, Thanh Điền nghẹn lời nói cảm ơn và tri ân tới khán giả, ca sĩ đã yêu thương, hỗ trợ ông. Trong cuộc phỏng vấn với VTC News năm 2022, năm nghệ sĩ từng thổ lộ, quả thật tiếng đàn có đưa Thanh Điền ra khỏi bóng tối, nhưng chỉ lúc Thanh Điền đàn và có người hát thì mới thoát được. Tại lúc đó mình tập trung, và khi có người hát thì mình cảm thấy tiếng đàn của mình hỗ trợ được ca khúc của người khác, là mình có ích. Những lúc đó Thanh Điền mới vui một chút, còn đàn một mình thì cũng vậy thôi. Với những người yêu mến Thanh Điền chắc hẳn không thể quên dáng ông ngồi vắt một chân hoặc hai chân trên ghế ngay cả khi giao lưu hay biểu diễn. Thanh Điền luôn tự nhận mình ít học nên giao tiếp, hành xử có thể khiến người khác phật lòng hoặc nói điều gì không hay. Tuy nhiên, khán giả nhìn thấy ở ông sự chất phác, thật thà và niềm đam mê bất tận với âm nhạc thông qua cây đàn guitar. Đến trước khi qua đời, nghệ sĩ guitar Thanh Điền vẫn chưa có vợ con. Gần 20 năm qua, ông sống với người em kết nghĩa tại nhà mẹ nuôi ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thỉnh thoảng ông lại lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Dáng ngồi quen thuộc của năm nghệ sĩ, ông tiết lộ mình bị bệnh huyết áp cao nhiều năm nay, phải dùng thuốc hàng ngày. Năm nghệ sĩ cũng chọn cuộc sống không vợ con. Như ông từng chia sẻ, ông không mơ đến việc lấy vợ sinh con. Không phải vì Thanh Điền tự ti mà ông sợ làm khổ người ta. Phụ nữ lấy chồng để được chăm sóc còn tình cảnh của ông có thể liên lụy tới họ. Đó là lý lẽ để Thanh Điền chọn cuộc sống tự do, tự tại. Ông lấy tài nghệ của mình làm kế sinh nhai. Thanh Điền tuyên bố chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới từ bỏ chơi đàn. Chơi đàn là niềm yêu thích và chơi đàn để sống. Ông không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Thông tin nghệ sĩ guitar Thanh Điền qua đời ở tuổi 56 khiến những người yêu mến tiếng đàn của ông cảm thấy xót xa.